hai các bạn ha. Mình là bất động sản Tấn Bộ Củ Chi đây, Tây Ninh đây. Thì hiện tại mình đang đứng trên cái trục đường Nguyễn Văn Khả các bạn ha, thuộc xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hướng này chúng ta đi vào xã, đi qua Phú Hòa Đông, Phạm Văn Cội rồi các bạn ha. Còn hướng này chúng ta đi ra cầu vượt Củ Chi, hướng thị trấn Củ Chi nha. Cách thị trấn Củ Chi khoảng 2.5 km, cách cầu vượt Củ Chi khoảng 5 km các bạn ha. Thì hôm nay mình xin được phép review một cái miếng đất cho các bạn xem ha. Mặt tiền nó nằm mặt tiền đường Nguyễn Văn Khả luôn các bạn nha. Đây vị trí từ đây ha, qua đường bức tường này ha, là 5m. Chiều sâu là 27m nha các bạn nha. Đó, chiều sâu vô là 27m. Có 40m đất ở ha. Quy hoạch khu dân cư hiện hữu luôn nha các bạn nha. Đây, mình đi vô cho các bạn xem ha. Đây, lô đất đã gò cao rồi ha. Cả mặt đường nha các bạn nha. Đây, xuống giáp mấy cái thùng, xuống giáp mấy cái thùng các bạn này, trụ này cuối đó ha, qua đụng cái nhà này, hết cái nhà đó các bạn đó. Thì từ đây mình nhìn ra ha. Mình xin nhắc lại là ngang năm sau 27, quy hoạch đất ở hiện hữu, có 40m đất ở ha. Còn lại là đất trồng cây các bạn nha. Vị trí cách cầu vượt Củ Chi 4.8 km, cách thị trấn 2.5 km, cách An Sương 20 km. Giá chủ mong muốn 2 tỷ nha các bạn nha, 2 tỷ. Để các bạn xem nè. Dân cư tập trung đông đúc nha, mặt tiền đường Nguyễn Văn Khả luôn, xã Tân An Hội. Khu vực này thì nhà cửa rất là đông, nhà xưởng rất là đông luôn nha các bạn nha. Đường hai chiều luôn. Đó. Giá chủ gửi là 2 tỷ nha các bạn nha. Rồi, thì mình xin phép mời các bạn theo chân mình để đi ra tới trung tâm cầu vượt Củ Chi nha các bạn. Đây các bạn, mình xin mời các bạn theo chân mình ha. Lô đất quá đẹp, ngang năm sau 27, có 40m đất ở. Còn lại là đất trồng cây, quy hoạch đất ở hiện hữu, xây dựng tự do các bạn ha, không màu mã luôn. Mặt tiền đường Nguyễn Văn Khả, xã Tân An Hội nha các bạn nha. Ở đây nó cách thị trấn khoảng độ 2.5 km à, sát bên thị trấn luôn á. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái hướng này để đi ra cầu vượt Củ Chi. Cách cầu vượt Củ Chi độ khoảng 5 km này nha các bạn nha. Cách khu công nghiệp Tây Bắc 3 km, cách trung tâm thị trấn Củ Chi 2.5 km. Đường thông 2 chiều, dân cư đông đúc nha các bạn nha. Giá này là hợp lý á, 2 tỷ. Tuyệt chủng luôn các bạn nha. Cái mặt tiền đường này mà 5m mà 2 tỷ là quá rẻ luôn. Ngang năm sau 27 mà giá 2 tỷ quá rẻ. Có 40m thổ cư rồi luôn. Chủ mới vừa gửi. Bên phải mình là khu dân cư, còn bên trái là đất của quân đội nha các bạn nha. Sư đường chính, sư đường chính. Đây, chúng ta ra tới đây là chúng ta ra tới cái điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Khả với tỉnh lộ 2. Đó, chúng ta quẹo phải, chúng ta sẽ đi lên khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi ha. À, chúng ta đi thẳng, chúng ta ra thị trấn các bạn ha. Rồi, mình xin phép mời các bạn theo chân mình đi ra, đi thẳng ra thị trấn nha các bạn nha. Đây, tỉnh lộ 2 với lại Nguyễn Văn Khả, mình rẽ phải cái đó, mình đi lên khoảng độ 1 km rồi là tới ngay chỗ cái ngã tư cây dù vàng. Chúng ta sẽ rẽ trái đi ngược ra hướng quốc lộ 22 khoảng cây số, là không tới cây số là khu công nghiệp Tây Bắc rồi các bạn ha. Còn đây, đây là mình đang dẫn các bạn đi trên cái trục đường Nguyễn Văn Khả, tiếp tục đi thẳng Nguyễn Văn Khả. Chúng ta sẽ đi khoảng 500-600m nữa, chúng ta sẽ tới một cái đèn xanh đèn đỏ. Chúng ta rẽ phải thì chúng ta sẽ ra khu vực thị trấn, khu vực cầu vượt Củ Chi. Chúng ta đi thẳng, chúng ta sẽ ra đụng tỉnh lộ 8. À, nếu như chúng ta ra tỉnh lộ 8 thì chúng ta đi thẳng qua bên kia thì là tỉnh lộ 2, chúng ta đi thẳng hoài. À, nó sẽ ra Mũi Tàu, Tân Phú Trung. À, cái này, cái đường này không phải là Nguyễn Văn Khả nữa. À, Nguyễn Văn Khả nói dài, nó là tỉnh lộ 2 nha các bạn. Khúc này là tỉnh lộ 2 rồi chứ không còn là Nguyễn Văn Khả nữa. À, mình xin nói tiếp, nếu như mà mình đi ra tới đụng tỉnh lộ 8 mình rẽ phải cũng ra cầu vượt Củ Chi,
rẽ trái chúng ta sẽ đi về hướng Bình Dương. Đây. Mình review cho các bạn xem ra tới ngay chỗ cái đường Nguyễn Văn Khạ. Đèn xanh đèn đỏ. Khúc này là tỉnh lộ 2. Khúc hồi nãy mình chạy là tỉnh Nguyễn Văn Khạ, cái mình lên trên đây là tỉnh lộ 2. Cái mình chạy chút nữa là nó sẽ rẽ trái, nó sẽ ra Nguyễn Văn Khạ nha các bạn nha. Còn đi thẳng vẫn tiếp tục đi thẳng là tỉnh lộ 2. Đây, ngay cái đèn xanh đèn đỏ này đó, ngay đèn xanh đèn đỏ này chúng ta rẽ phải thì là Nguyễn Văn Khạ, ra hướng thị trấn Củ Chi, cầu vượt Củ Chi. Còn chúng ta đi thẳng đó, đi thẳng về hướng ngón tay bộ chỉ này, cái xe màu xanh đó, thì chúng ta sẽ ra tỉnh lộ 8. Đây, bây giờ Vũ sẽ quẹo Nguyễn Văn Khạ ra đây. Thì vừa qua cái cầu này nó đã là hết cái xã Tân An Hội rồi nha các bạn nha. Ở đây nó là thuộc là thị trấn Củ Chi nha các bạn nha. À, thuộc thị trấn Củ Chi rồi. Ở đây nó là khu phố 3 thị trấn Củ Chi nha các bạn nha. Vừa qua cái cầu thì vừa rẽ ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ, vừa rẽ qua mình là đã là thị trấn Củ Chi rồi. Thì từ miếng đất mình chạy ra đây độ khoảng chừng 2.5 km thôi các bạn ha. Rồi hướng này chúng ta đi thẳng, chúng ta sẽ ra tới cầu vượt Củ Chi. À, ngay trung tâm cầu vượt Củ Chi, trung tâm thị trấn Củ Chi. Còn hiện tại mình đang đi là khu phố 3 nha các bạn nha. Chợ Búa các bạn thấy không? Quá trời đông. Đây là cái chợ giống như là tự phát thôi chứ không có nhà lòng chợ nha các bạn nha. Nhưng mà khúc này tại gần khu công nghiệp Tây Bắc á, chiều công nhân đi làm ra về á, họ mua bán rất là sầm uất luôn các bạn ha. Khu này giờ này mình đi quay là lúc 3:20 á, mình sợ cái đi quay trễ nữa thì công nhân ra đông chạy xe không được luôn các bạn ha. Chứ ở đây là buôn bán sáng chiều là đông hết biết luôn các bạn nha. Đấy, đường Đặng Diêm nè, đó, khu nghiệp Tây Bắc cách 200m. Đây, chúng ta đi thẳng, tiếp tục thẳng ra cầu vực Củ Chi. Ở đây là khu phố 7 rồi các bạn ha, khu 7 thị trấn Củ Chi. Bên khu 7, bên khu phố 1. Bên trái chúng ta là khu phố 7, bên phải là khu phố 1. Danh trại quân đội. Thì từ cái miếng đất mà chúng ta đi ra tới trung tâm thị trấn, tới cầu vượt Củ Chi chưa đầy 5 km, có 4.8 km. Mà mặt tiền đường đó ngang 5 sau 27. Quy hoạch đất ở hiện hữu có 40 mét thổ cư xây dựng tự do. À, mặt tiền kinh doanh mua bán luôn mà giá chỉ có 2 tỷ. Quá ư là mềm luôn các bạn ha. Mặt tiền Nguyễn Văn Khạ khúc này là khoảng 2 tỷ mét ngang á các bạn. Rồi. Xa xa đằng kia là chúng ta đã thấy cái cầu vượt Củ Chi rồi các bạn ha. Thì các bạn từ nãy giờ mình review cho các bạn xem trên cái trục đường Nguyễn Văn Khạ này thì các bạn thấy buôn bán thế nào rồi các bạn ha. Đó. Bây giờ mình đang đi là cái lúc 3:15:23 mình đi quay. Nếu như mà nó chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa từ giờ cho tới tối ha các bạn. Công nhân ra đi làm ra về thì cái trục đường này tối nên nó sung. Rất là sung luôn các bạn ha, mua bán sầm uất luôn á. Đó. Xa xa mà kia ngón tay mình chỉ là cái đường cầu vượt Củ Chi đó các bạn ha, tới rồi đó. Hai bên đường mua bán kinh doanh. Đó thì cái khúc Tân An Hội đó cũng kinh doanh mua bán được nhưng mà nó chưa có đông như đây các bạn ha. Đây trung tâm thị trấn nè, cho nên nó ra rất là đông, sầm uất. À, đây, mình đứng đó mình giờ mình thấy cái khu cái cầu vượt rồi các bạn ha. Đó. Rồi. Từ đây ra cầu vượt nữa là khoảng chừng độ chừng 100m nữa tới cầu vượt rồi các bạn. À, mình xin kết thúc tại clip tại đây nha các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha.